Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin tổng hợp tình hình Biển Đông ngày hôm nay hé lộ uy lực của tuần dương hạm của Mỹ đang triển khai gần Trường Sa. Thưa quý vị và các bạn, Hải quân Mỹ và Trung Quốc đã có màn đối mặt căng thẳng vào hôm thứ Ba vừa qua, sau khi một tàu chiến của Hải quân Mỹ thực hiện hoạt động tự do hàng hải Phonop ở Biển Đông, lần đầu tiên kể từ khi các nhà lãnh đạo hai nước gặp nhau vào đầu tháng này. Động thái này theo Trung Quốc cho thấy Mỹ đang tạo ra các rủi ro an ninh ở Biển Đông. Ngược lại, một tuyên bố từ hạm đội 7 của Hải quân Mỹ vào cuối ngày thứ Ba đã gọi cáo buộc của quân đội Trung Quốc là sai sự thật về các hoạt động của Mỹ ở Biển Đông. Người phát ngôn của Hải quân Mỹ cho biết đây là cuộc chạm trán đầu tiên ở Biển Đông kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ trực tiếp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia 2 tuần trước. Sau cuộc gặp đó, Tổng thống Biden cho biết ông và ông Tập đã đạt được một tiến bộ trong việc hạ nhiệt căng thẳng ở một số lĩnh vực, nhưng vẫn chưa giải quyết được hàng loạt vấn đề để cải thiện mối quan hệ Mỹ-Trung. Theo thông báo từ chiến khu Nam Bộ Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, tàu hành trình tên lửa dẫn đường USS Chesilovin đã đi vào vùng biển gần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng Trung Quốc đang tuyên bố chủ quyền trái phép và các đá ngầm trong ngày thứ Ba. Phía Trung Quốc tuyên bố các tàu này đi vào vùng biển trên khi chưa có sự chấp thuận từ chính phủ Trung Quốc. Do đó, chiến khu Nam Bộ đã tổ chức các lực lượng không quân, hải quân để giám sát và răn đe tàu chiến Mỹ. Ông Điển Tuấn Lệ, đại diện chính thức của Bộ Tư lệnh Tác chiến phía Nam thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tuyên bố đây là bằng chứng kế tiếp cho thấy Hoa Kỳ muốn quân sự hóa biển Hoa Nam, biển Đông. Theo lời ông, hành động của quân đội Mỹ đã xâm phạm nghiêm trọng vào chủ quyền và an ninh của Trung Quốc là thêm một bằng chứng không thể chối cãi khác về việc Hoa Kỳ muốn thống trị lưu thông vận tải biển và quân sự hóa biển Hoa Nam. Đồng thời cũng chứng minh đầy đủ rằng Hoa Kỳ là nguồn gốc thực sự của những mối đe dọa trong lĩnh vực an ninh ở biển Hoa Nam. Trung Quốc sở hữu chủ quyền không thể phủ nhận đối với các đảo ở biển Hoa Nam và các vùng biển lân cận. Lực lượng của Bộ Tư lệnh Tác chiến phía Nam luôn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ và kiên quyết bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia cũng như hòa bình và ổn định ở biển Hoa Nam, ông Điền tuyên bố. Trong tuyên bố của mình, Hải quân Mỹ cho biết tàu tuần dương Mỹ đã tiến hành Phonop phù hợp với luật pháp quốc tế và sau đó tiếp tục tiến hành các hoạt động bình thường ở vùng biển, áp dụng quyền tự do biển. Tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, cần được đảm bảo về chủ quyền của mình, không bị ép buộc và có thể theo đuổi tăng trưởng kinh tế phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế được chấp nhận. Tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết, Tổng thống Biden nói rằng ông đã nêu quan điểm đó với ông Tập tại cuộc họp gần đây của họ. Tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ bảo vệ các lợi ích và giá trị của Mỹ, thúc đẩy nhân quyền phổ quát và bảo vệ trật tự quốc tế. Ông Biden nói, hoạt động Phonop hôm thứ Ba của Hải quân Mỹ là một dấu hiệu sớm cho thấy ông Biden sẽ không từ bỏ lời hứa đó. Hoạt động này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc duy trì tự do hàng hải và sử dụng hợp pháp vùng biển như một nguyên tắc, tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết thêm. Động thái trên của Trung Quốc được thực hiện giữa bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông tiếp diễn và ngay sau khi tàu Trung Quốc cùng Philippines đối đầu gần quần đảo Trường Sa trong tháng này. Bên cạnh đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa có chuyến thăm Philippines, trong đó có quần đảo Palawan, trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới hòn đảo này. Tại đây, bà Harris đã tái khẳng định liên minh với Philippines và bác bỏ những hành động dọa dẫm và cưỡng ép trên Biển Đông. Theo trang Seafrog.org, USS Chesilovin là tàu tuần dương hạm thuộc lớp Ticonderoga được Mỹ đóng và đưa vào biên chế hải quân nước này từ năm 1989. Tàu có chiều dài 173m, sườn ngang 16,8m, mớn nước 10,2m. Tàu có trọng tải tối đa đạt gần 9.800 tấn. USS Chesilovin cần 4 động cơ tu bin khí General Electric RM-2500 để hoạt động. Vận tốc tối đa của tàu có thể đạt 60 km/h. Do tác chiến trên biển nên USS Chesilovin được lắp nhiều trang thiết bị điện tử có thể phát hiện các mục tiêu trên biển, trên không hoặc dưới mặt biển. Chẳng hạn, loại radar AN-SPY-1B được trang bị trên tàu có thể theo dõi được mục tiêu đối phương ở khoảng cách 324 km hoặc hệ thống cảm biến sóng âm AN-SQS-53C của USS Chesilovin có thể phát hiện mục tiêu dưới mặt nước như tàu ngầm hoặc ngư lôi đối phương ở khoảng cách 74,1 km. Hệ thống vũ khí phòng thủ được lắp đặt trên USS Chesilovin khá đa dạng.
hai hải pháo 127mm Mark 45, hai pháo Mark 38 cỡ nòng 25mm cùng 4 súng máy hạng nặng M2 12,7mm. Hệ thống vũ trang nguy hiểm nhất của USS Chancellorsville là hệ thống phóng tên lửa Mark 41 được trang bị 122 tên lửa hành trình các loại từ tên lửa tầm trung Dream 66 cho đến tên lửa Tomahawk có tầm bắn lên tới 2.500 km. Ngoài ra, phía sau tàu còn được lắp đặt bộ sân đáp đủ rộng cho hai trực thăng chống ngầm đa nhiệm SH-60B hoặc MH-6MR Seahawk. Trong khi đó, mới đây, Hải quân Trung Quốc thông báo Hải Nam và Quảng Tây, hai tàu tấn công đổ bộ đầu tiên thuộc lớp này đã hoàn thành đợt chạy thử đầy đủ trên biển, bao gồm bài tập bắn đạn thật để đạt được năng lực sẵn sàng chiến đấu. Video được đăng trên tài khoản Weibo của Hải quân Trung Quốc cho thấy hoạt động diễn tập của hai con tàu trên biển bao gồm hoạt động ứng phó với tình huống khẩn cấp, đánh chặn tên lửa bay đến gần, triển khai trực thăng trên khoang và đổ bộ. Hai con tàu đã tốt nghiệp khóa huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Hải quân Trung Quốc thông báo nhưng không cho biết cụ thể thời gian và địa điểm diễn tập. Từ khi chương trình huấn luyện bắt đầu, tàu Quảng Tây đã hoàn thành tất cả chủ đề huấn luyện và xây dựng năng lực hoạt động tổng thể như một phương tiện tấn công đổ bộ. Đô đốc Chu Xe được đài CCTV dẫn lời. Tàu Quảng Tây đạt được năng lực hoạt động đầy đủ chỉ trong vòng một năm, được đánh giá là tương đối nhanh. Con tàu Thai 075 nặng 40.000 tấn, được nâng cấp đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Tàu tấn công đổ bộ Thai 071 nặng 25.000 tấn, hai tàu Hải Nam và Quảng Tây mang số vỏ 31 và 32, được đưa vào biên chế từ tháng 4 và tháng 12 năm 2021. Tàu Thai 075 là tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn nhất trong lực lượng của Hải quân Trung Quốc. Mặt sàn của tàu này cho phép 6 trực thăng cất cánh cùng lúc. Tàu có năng lực chở 30 trực thăng bao gồm các dòng Z-20 và Z-18 nội địa và K-52 của Nga để thực hiện nhiệm vụ chống ngầm, cảnh báo sớm hoặc tác chiến. Với 7 tầng sàn, con tàu có thể chở 35 phương tiện hoặc 3 tàu đổ bộ đệm khí cùng với 1.000 lính thủy và phương tiện. Loại tàu này có thể chở 10 xe tăng chiến đấu 99A, 20 xe bộ binh bọc thép Thai 05 và 50 xe tải địa hình cùng lúc. Giới chuyên gia cho rằng tàu Thai 075 sẽ đóng vai trò quan trọng để Bắc Kinh triển khai một chiến dịch quân sự với đảo Đài Loan, Trung Quốc. Đầu tháng này, Hải quân Trung Quốc thông báo con tàu thứ 3 cùng lớp mang tên An Huy được đưa vào biên chế. Báo chí đưa tin nước này có kế hoạch chế tạo thêm 5 chiếc Thai 075 nữa. Cùng với 10 tàu Thai 071, trong đó 8 tàu đã thuộc biên chế và 2 tàu đang chế tạo, Hải quân Trung Quốc sẽ sở hữu một hạm đội mạnh để vận chuyển lực lượng qua eo biển Đài Loan. Giới quan sát nhận định tàu Thai 075 cũng sẽ là một phương tiện quan trọng đối với Hải quân Trung Quốc ở Biển Đông, Thời báo Hoàn cầu Global Times viết trong bài đăng hôm vừa qua. Tốc độ đóng tàu vô song của Trung Quốc trong những năm gần đây đã giúp nước này có lực lượng hải quân đông nhất thế giới tính theo số lượng tàu, trong khi hoạt động huấn luyện và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu được đẩy mạnh dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Căng thẳng trên Biển Đông vẫn tiếp diễn trong nhiều năm do yêu sách của một số nước trong khu vực đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các quốc gia liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu vùng lãnh thổ này là Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ quần đảo. Ngoài vị trí chiến lược nằm ở ngã tư của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa còn được các chuyên gia đánh giá là nơi tập trung trữ lượng dầu và khoáng sản lớn. Tại hội nghị họp báo quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn thể hiện rõ lập trường của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Hà Nội nhiều lần tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo đó, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông, vốn đã được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên COC. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.